Vâng, chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo. Vâng, đây là màn hình máy của Yugi. Trận này thì nhà của Yugi bắn chim khá gần nhau. Đây là trận đấu quyết định của hai anh. Hai anh buộc phải giành chiến thắng để đưa trận đấu vào trận đấu thứ 9, trận đấu chung kết ở thể loại chạm năm. Các anh đang bị dẫn với tỷ số 4-3 và chỉ có cách giành chiến thắng thì các anh mới buộc lòng bắt Tiểu Tử Hiệp và Nhãn Tử bước vào trận đấu quyết định. Bãi quả đầu của Yugi có 6 cây. Cặp đôi hoàn hảo của AOE Việt Nam đã có 3 trận thi đấu rất xuất sắc khi lật ngược tình thế và đưa tỷ số là 3-2 dẫn trước, nhưng trong hai trận đấu tiếp theo thì hai anh đã gục ngã. Ở trận đấu vừa rồi thì game thủ Nhãn Tử là người đánh cung RAC dâng A kết hợp với game thủ Tiểu Tử Hiệp ốp chết nhà Yugi ngay từ đầu. Trong khi đó, tên cung đầu của bắn chim đã đi lỗi không tìm ra nhà của game thủ Nhãn Tử, vì vậy mà anh đã bị rơi vào thế 2 vs 1 ở những phút tiếp theo và quýt là điều khó có thể tránh khỏi trong trận đấu vừa rồi. Nếu như trong cái trận vừa rồi Yugi bị ốp nhà, bung nhà ôm dân bỏ chạy, còn game thủ bắn chim là người dò chuẩn luôn nhà của game thủ Nhãn Tử và cũng kin được một số lượng dân nhất định để cho nhà cửa của Nhãn Tử phải bỏ đi, thì thế trận sẽ là ngang phèo. Lúc đó bắn chim và Tiểu Tử Hiệp sẽ là hai trụ cột. Vâng, hai thế giằng co buộc cho Yugi và Nhãn Tử ai là người phát triển tốt hơn thì sẽ là người giành chiến thắng. Có dân này nhiều khả năng sẽ nằm xuống. Vâng, cả dân và cả sư tử cùng chết. Một tình huống hơi long ngóng khi chỉ nông dân phi sư tử của Yugi và anh đã phải trả giá. Việc chết dân ngay từ đầu như thế này sẽ là một bất lợi khá lớn dành cho Yugi, mặc dù nhà anh đã tìm ra bãi quả phụ. Rất đáng tiếc. Vâng, bãi quả phụ cũng chỉ là một bãi quả năm thôi. Ở trận trước thì bắn chim lên đời khá sớm nhưng anh ấy không tận dụng được lợi thế lên đời sớm của mình khi không giết chết được Nhãn Tử ngay từ đầu. Nhà Nhãn Tử là một nhà xấu ở trận đấu trước. Chính vì nhà xấu mà anh mới quyết định dâng A. Phải nói là một chiến thuật hơi ảo diệu. Bắn chim, xin các bạn, Yugi đã thiết kế chi đầu tiên và đã có bãi quả phụ thứ hai. Khá xấu. Bãi quả phụ thứ hai của Yugi nằm chen giữa rừng như là một bãi đá. Vâng, chính xác là một bãi đá. Rất nhiều rừng xung quanh nhà chính nhà mình. Vâng, đây rồi, con voi gần và một bầy hươu gần. Bây giờ Yugi mới tìm ra và anh ngay lập tức quay luôn nông dân và câu con voi này về. Rõ ràng nếu như tìm ra bầy hươu đầu thì có lẽ Yugi sẽ đóng S ăn hươu để tạo điều kiện tốt nhất cho việc ép đời. Vâng, không có đồ lùa về mà có một chiếc S đầu tiên vừa ăn gỗ vừa ăn hươu. Nó cũng là một lợi thế rất lớn dành cho game thủ Yugi. Vâng, bài có hai bãi quả phụ, một voi một hươu, nhưng mẹ tìm ra voi hươu để đưa về nhà chính hơi muộn so với quy định. Vì vậy mà có lẽ trận này Yugi kích đời thì không được sớm, đặc biệt là khi anh lại để chết một dân khi đi dò đường. Vâng, sư tử chết cùng với nông dân và đều bị hóa thạch cả. Vâng, đỡ tốn tiền mai thì đỡ tốn tiền mai táng thôi. Trận này thì Yugi sẽ cùng cánh với Nhãn Tử. Vâng, đây rồi. Vẫn có một vị trí đặt được một chiếc gờ đẹp. Không đến nỗi quá xấu vì dù sao đây cũng là chiếc BG thứ ba của anh rồi. 24 dân. Hai mươi lăm dân rồi. 26 anh sẽ ngừng. Như vậy là bài 26-1 của game thủ Yugi. Anh vẫn chưa đủ lực để kích đời đóng thêm một chiếc BS nữa để có thể ăn hai con hươu. Kích đời. Hơi muộn, 8 phút 29. Với 27 trừ 1 còn 26 dân của Yugi. Đồ ăn thì có lẽ là đã đủ rồi. Nhưng việc lên đời như thế này thì Yugi sẽ kích khoảng ở 15x. Hy vọng là anh đóng nhà thật nhanh, 15x sẽ lên đời xong. Vâng, xin lỗi các bạn, là 15x sẽ kích được lên đời 3.
có một chiếc xe giò của game thủ Nhãn Tử đã đi sang nhà của Yugi. Trận này thì Yugi lại phải đối đầu với một Nhãn Tử rồi. BA anh sẽ thiết kế ở khu vực nào? Nếu như BA anh tiếp tục thiết kế ở mặt hướng ra giữa bản đồ thì lại có một số khó khăn nhất định khi mà cung R của Nhãn Tử công vào dãy nhà, vâng, công của nhà BB và nhà BM. Và chắc chắn là cả dãy hàng E khi mà ăn xong bãi quả phụ thứ hai của mình. Nông dân được kéo ra, ba nông dân được cắt ra để xây A và hai nông dân để xây M, xây rất gần với nhà chính nhà mình. Một trận đấu 10 năm mic của Yugi và Nhãn Tử là người lên đời sớm nhất trong 4 game thủ. Kích đời. Hai, vâng, như vậy là 28 trừ 1 còn 27, Yugi kích đời ở 10 năm 9. Không phải là quá muộn màng. Anh sẽ đóng thêm một chiếc S nữa chứ? Hay chỉ cần cung R3S mà thôi. Vâng, về vẽ ruộng. Không, chiếc S thứ tư của Yugi. Vâng, một chiếc S thứ tư của Yugi nhưng anh đóng ở mặt như thế này sẽ bị cung R của Nhãn Tử công vào thì sao? Chúng ta hãy cùng chờ đợi tại sao Yugi lại làm như vậy. Những chiếc ruộng liên tiếp của Yugi. Làm gì đây? Dường như anh đang muốn bo nhà, vâng, hay anh đang muốn bo nhà cho nhau. Yugi bắn chim sẽ bo nhà tạo thành một góc phát triển rộng cho cả hai bên. Góc 3 giờ sẽ là cả một góc để bắn chim có thể tay to. Chuẩn bị lên đời xong. Còn một khoảng cách ở chiếc S. Vâng, ở 2S tại cánh rừng thông ăn hiêu của Yugi với mép bản đồ. Chưa thấy Yugi dò vào. Nếu như đó là một kẽ hở thì đó sẽ là kẽ hở chết người dành cho Yugi. Vâng, như vậy là chỉ có Nhãn Tử vừa mới lên đời xong. Vâng, lên đời sớm nhất. Tử Hiệp có lẽ là người châu dân. Phải chăng Nhãn Tử sẽ chéo sang nhà của bắn chim? Vâng, kẽ này đã một khe giữa mép bản đồ và chiếc BS của Yugi liệu đã kín chưa? Chúng ta hãy cùng đá sang màn hình của bắn chim xem Nhãn Tử có là người chéo cánh không? Bắn chim đánh 30 dân. Vâng, đánh tận 30 dân. Rất phiêu lưu. 5 nhà BA. Bắt đầu xin quân. Không phải, từ bến giờ lên nhà BA và xin thêm dân là đủ 30. Chứ nghĩ lúc ban đầu có lẽ anh cũng chỉ đánh với 27 dân mà thôi. Như vậy là Nhãn Tử lên đời sớm nhất, sau đó tới Yugi. Tiểu Tử Hiệp và bắn chim lên đời ngang phèo nhau. Chúng ta đến với màn hình của Yugi. Tiểu Hiệp lại đang có điểm số cao nhất. Không biết là điểm số của anh cao là vì lý do gì. Có hở không? Yugi cần phải kiểm tra. Vâng, nhà Yugi rất kín. Vâng, quá nguy hiểm trong turn này. Yugi không để ý sẽ bị công vào và anh sẽ nằm sàn. Tương cung R đầu tiên Yugi cũng không phải là tương cung R có nhiều cung R. Vâng, anh xây 5A, sóc 4A. Vâng, một con cung R ra muộn. Có đẩy đi không? Tôi nghĩ rằng anh nên cho một. Vâng, như vậy là bắn chim đang công vào nhà Tiểu Tử Hiệp. Tiểu Hiệp vẫn bài cũ, anh mang cả dân ra khởi nghĩa. Vâng, dân quân đang rất đồng lòng với nhau trong những trận đấu vừa rồi. Như vậy là nhà A của Tiểu Hiệp đang đứng trên một con dốc nho nhỏ. Vì vậy mà việc công vào của bắn chim đang gặp khá khá khó khăn. Tham lai của bắn chim đang là 52 trên 56. Liên tiếp điều R. Nhãn Tử đang chéo sang nhà của bắn chim. Các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa hai game thủ Trung Quốc. Bây giờ Yugi cũng mang sang. Vâng, như vậy là giữa nhà bắn chim và Tiểu Hiệp sẽ là một bãi chiến trường cực kỳ căng thẳng và quyết liệt. Nhãn Tử chỉ chéo sang một tơn thôi. Vâng, Yugi đã sang cứu. Rất căng thẳng và kịch tính. Timeline của Yugi cũng đang là 53 trên 60. Dường như anh đúng như dự đoán thì Yugi vừa bị công vào từ trên hướng 12 giờ xuống nhà anh. Xây nhà kiểu này thì kiểu gì cũng sẽ bị móc máy kiểu như vậy. Vâng, Yugi đứng chắn quân. Vâng, anh đứng chắn quân của game thủ Nhãn Tử đi sang nhà, đi sang cứu nhà game thủ Tiểu Tiểu Hiệp. Chỉ đứng bắn thôi, vâng, đứng chắn quân chứ không hề lao vào. Không được rồi. Tên này rất nguy hiểm. Đây là nhà BC 200 gỗ của game thủ Yugi, liệu anh có cứu được không? Vâng, Yugi đang điều R nhưng có lẽ là không thành công. Nhãn Tử đang ốp vào nhà Yugi. Vâng, Yugi quá mải mê đi cứu bắn chim.
Bây giờ thì anh đang bị ốp thẳng vào nhà bia. Anh đã kéo quân về rồi. Vẩy e không? Không hề vẩy e trong turn vừa rồi, một cái khe rất hẹp thôi. Nhắn tử đang tạm thời chui lên trên dốc. Không kịp. Yugi đang có turn quân đi lỗi. Vâng, 5 cung R quá hổ báo lao trước và định ăn thịt những con cung R của Nhãn Tử nhưng không thành công. Tham Lai của anh vẫn đang giữ ở 55 trên 64, không biết móng nhà BC đã bị cắt thịt chưa. 73 trên 76 là của game thủ bắn chim. Bắn chim đang có lợi thế kha khá trước game thủ tiểu tiểu hiệp trăng. Vâng, nhưng anh chưa nâng chặt gỗ 2. Quá mải mê sóc trâu cung R. Bây giờ bắn chim đang có một tên cung ảo đi sang nhà của game thủ. Vâng, không phải, anh đang sang cứu nhà cho game thủ Yugi. Có vẻ như tiểu tiểu hiệp là người chéo cánh sang nhà Yugi trong tên này. Tương tiểu hiệp bỏ nhà để chéo cánh. Hai anh em phối hợp khá nhịp nhàng với nhau để bắt đạo quân của tiểu tiểu hiệp sang nhà bắn chim. Vậy e không? Khi mà lượng quân là rất ít, Yugi đâu rồi? Vâng, toàn bộ nhà của tiểu tiểu hiệp đang nằm xuống. Anh đã ôm dân bỏ chạy lúc nào không biết. Như vậy thế trận bây giờ lại đang là một thế trận mà bắn chim sẽ là người chủ lực bên phía AOE Việt Nam, còn Nhãn Tử là người chủ lực bên phía AOE Trung Quốc. Khá giống với trận đấu mà bắn chim đã nhảy 4 và chơi hot cộng với pháo to, còn Nhãn Tử nhảy 4 và chơi dân thần cộng hot. Vâng, Tham Lai 87 trên 92. Bắn chim đang hoàn toàn chịu thế trước game thủ tiểu tiểu hiệp, người đã giành giải nhất trong solo xeng hỗn mã năm 2011 trong giải đấu Nghĩa Chiến Binh Cúp. Bây giờ thì rõ ràng là bắn chim lại phải sang cứu Yugi. Yugi bị ốp nhà A toàn tập, anh phải về E để tránh game thủ Nhãn Tử lao thẳng vào nhà mình. Liên tiếp về E rất hay. Yugi tạm thời vẫn đang thủ được nhà A chờ bắn chim mang quân sang cứu. Vâng, bắn chim mang một đạo quân cực to sang cứu. Cùng với đó là một đạo quân khác của anh đang đi săn nhà của game thủ tiểu tiểu hiệp. Vâng, đạo quân này đang đi thẳng lên góc 9 giờ. Giữa bản đồ nữa, các bạn có thể thấy rằng là Nhãn Tử đang điều R cực hay và đang đứng dốc rất đẹp bên phía nhà của Yugi. Nhưng bây giờ Yugi và bắn chim có 4 cái tay, còn Nhãn Tử chỉ là 2. Chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là người chiếm lợi thế. Vâng, tham lai của bắn chim đang là 95 trên 116. Trận này bắn chim thi đấu quá hay. Vâng, anh lên đời ngang theo tiểu tiểu hiệp và đã ăn đứt tiểu tiểu hiệp luôn. Cùng với đó là bây giờ đang có cái tham 103 trên 120. Tiếp tục đi chăn dắt game thủ tiểu tiểu hiệp tham lai. Như vậy lúc này thì game thủ Nhãn Tử và bắn chim đang có tham to ngang theo nhau, nhưng Yugi thì lại to hơn game thủ tiểu tiểu hiệp. Rõ ràng là lợi thế lại đang thuộc về các game thủ AOE Việt Nam. Yugi bắn chim phải mang nhiều cung R hơn nữa sang nhà của Yugi để thủ nhà cho Yugi, giữ cả hai nhà phát triển so với chỉ một nhà phát triển bên phía của AOE Trung Quốc là Nhãn Tử. Tiểu tiểu hiệp, các bạn có thể thấy rằng mỗi khi anh bùng nhà là anh lại cho nông dân đi ăn hoang khắp bản đồ để có thể hồi lại được. Vâng, Nhãn Tử vẫn đang đứng chiếm dốc ngoài nhà BA của game thủ Yugi. Liệu game thủ bắn chim có đi một tên quân thật to vòng ra sau để chờ khi mà game thủ Nhãn Tử công nhà Yugi rồi chúng ta sẽ cùng hai người ốp một. Vâng, hai ốp ở vâng hai đạo quân ốp ở hai đầu có lẽ sẽ lừa được game thủ Nhãn Tử. Tham lai của bắn chim đang là 117 trên 136. Thế trận này khá giống với thế trận ở trận đấu thứ 3 giữa 4 game thủ này. Vâng, bắn chim vừa nở ra một tên cung rất to, vì vậy mà rất khó để tiểu hiệp có thể công vào được. Trong khi trong nhà của bắn chim vẫn còn một đạo cung R cực to nữa. Bây giờ thì bắn chim đang chéo cánh sang nhà của Nhãn Tử. Tham lai của Yugi chỉ là 56 trên 112. Như vậy là nhà của Nhãn Tử trận này nằm trên góc 12 giờ. Rất khó khăn cho Yugi. Tham 256 anh đang chỉ tạm giữ tham thôi. Chúng ta đến với bắn chim. Bắn chim tham 117 và đang có một tên cung to để lao vào nhà của game thủ Nhãn Tử. Gặp rồi, một khoanh ruộng sẽ nằm xuống. Trong khi ở nhà của anh đã thủ được game thủ tiểu hiệp, rồi tiểu hiệp quyết định thí rất nhiều cung R vào nhà của bắn chim. Vâng, thí vào để có thể làm giảm lực của bắn chim, cho tiểu game thủ Nhãn Tử có thể khỏe lên. Bắt quân. Một pha đi quân có lẽ là lỗi của game thủ tiểu tiểu hiệp.
Trong khi đó bắn chim đã bắt đầu cơ cấu đào vàng. Đây rồi, bắn chim công của nhà của Nhãn Tử nhưng không thành công. Nhà của Nhãn Tử đứng ở trên dốc, những pha vẩy e cực hay của game thủ Nhãn Tử khiến cho bắn chim chết toàn bộ tuần quân đi công nhà khi mà anh đang quá mải mê đóng nhà chính để ăn vàng. Như vậy là timeline có lẽ bây giờ thì AB Việt Nam đang bị đè ngược trở lại rồi. Có lẽ lúc này Tiểu Tiểu Hiệp đang hồi lại, còn Jiwi đang bé đi. Bắn chim vừa bị mất một đạo quân to. Nhãn Tử sẽ là người to nhất trên bản đồ. Bắn chim đang chủ động cơ cấu đào vàng và sẽ nhảy bốn sớm. Vâng, như vậy là trên bản đồ các bạn có thể thấy rằng Nhãn Tử đang xuống rất sát nhà Jiwi để ăn gỗ. Có vẻ như Nhãn Tử đang tù gỗ và anh đang quyết định ốp chết nhà Jiwi ngay để có thể chiếm những cánh rừng sát với nhà của Jiwi. Jiwi đang lùi quân chờ game thủ bắn chim sang cứu. Vâng, lừa toàn bộ quân của Nhãn Tử lao vào nhà, sau đó ốp bằng rất nhiều mặt. Chạy nông dân đi trước không? Hay kệ để thu hút sự chú ý của cung R do Nhãn Tử điều. Bắn chim đang rất mất tay, vâng, rất mắc. Jiwi cần phải phá nhà để bắn chim vào dễ hơn, cứu nhà cho Jiwi. Tham của Jiwi đang tụt thảm hại. Và bây giờ thì cả Tiểu Tử Hiệp cũng đang công sang nhà của Jiwi. Tham sau turn này của Jiwi có lẽ chỉ còn độ 4x. Vâng, 4x còn là may. Rõ ràng là việc phối hợp của các game thủ AOE Trung Quốc là quá tuyệt vời. Bắn chim sẽ nhảy 4. Tất nhiên là sau đây ít phút, nhưng Jiwi thì trận quả này sẽ chết sâu. Anh chết rất sâu turn này. Vâng, bắn chim tham 133 và đang quản lý nhà Tiểu Tiểu Hiệp cũng cực kỳ gắt gao. Tiểu Tiểu Hiệp là người đang đánh với thế bài đi ăn hoang. Vâng, đi ăn hoang và sóc cung R. Toàn bộ số nhà BA Tiểu Hiệp xây mới đang bị bắn chim công vào. Bắn chim đang phải thủ nhà khi mà game thủ màu vàng đang công sang. Chỗ này là chỗ cụt đường. Toàn bộ số cung đi công nhà là của game thủ Nhãn Tử sẽ bị bắt. Bắn chim đã trả đủ món nợ khi mà đạo quân công nhà của anh lúc trước cũng đang bị bắt bên nhà của Nhãn Tử. Nhưng ở nhà của anh đang có biến. Dãy hàng BE đang bị game thủ màu 1 công vào. Các bạn có thể thấy rằng Nhãn Tử đông quân như quân nguyên. Bắn chim đã đủ vàng và chuẩn bị đủ thực. Kích 4. Vâng, kích 4 là phút thứ 34. Timeline. Vâng, anh xem game thủ Nhãn Tử đã đào vàng chưa thôi. Không phải là một thế trận, xem timeline. Đóng nhà ca sau đó sẽ nhảy 4. Lượng gỗ của bắn chim đang tù đi khá nhiều. Do nông dân của anh phải tập trung vào khai thác vàng. Điên cuồng vẩy e. Vâng, những pha vẩy e cũng phải nói rằng rất cầu kỳ và khó chịu. Vâng, anh giải e bằng nút can trôn. Nhưng hiệu quả thì cũng không cao cho lắm. Mặc dù bắt được khá nhiều quân của game thủ Nhãn Tử rồi. Kích 4 ở phút thứ 35. Tiếp tục ăn vàng. Bây giờ số lượng quân của bắn chim sẽ đứng thế để thủ game thủ Nhãn Tử công sang nhà mình. Đóng thêm những nhà chính mới để ăn gỗ chăng? Vâng, anh phá nhà e nhanh như điện. Các bạn có thể thấy là game thủ Nhãn Tử đã dần dần hết rừng trên khu 12 giờ của mình. Và bia đang phải bung ra ngoài để có thể ăn rừng. Bắn chim đã phát hiện ra điều này. Trận này thì anh để ca ở nhà thủ nhà, còn đâu anh sẽ mang hot đi công nhà. Khi mà chắc chắn là Nhãn Tử sẽ không thể trâu cung giờ được mãi. Số lượng gỗ của anh sẽ bị hết rất nhiều. Còn bây giờ bắn chim anh đang vẽ rất nhiều nhà A rồi. Đã chuẩn bị nhảy 4 xong và từ ấy đến giờ bắn chim không sóc cung giờ. Vâng, Yugi thì móc xuống từ đầu nhà Yugi lên. Còn bắn chim thì đang cầm chân Nhãn Tử trên nhà BA. Tiểu Tiểu Hiệp vẫn đang bị bắn chim quản lý quá chặt. Tất cả những nhà chính mới đóng của Tiểu Tiểu Hiệp thì bắn chim đang đều để một cung R ở lại đó. Các bạn có thể thấy sự khó chịu tới từ game thủ bắn chim. Vâng, phải nói bắn chim là một trong những người đánh cung R và có những chiến thuật cực kỳ ảo diệu và hay. Timeline 131 và chuẩn bị nhảy 4 xong. Như vậy anh vẫn sóc những tên cung R đều. Không được đều cho lắm. Lực vâng lên 4 xong, nâng cấp. Bây giờ sẽ là bắn chặn, trận trước anh quên nâng cấp bắn chặn. Pháo to luôn không? Bắt đầu sóc hot, toàn bộ cung R sẽ được đẩy đi. Vâng, anh giải thêm một dãy hàng A. Pha giải A, pha giải A của anh rất giống với pha vẩy E đúng đấy. Đây là Tiểu Tử Hiệp, vâng, làm ăn giữa bản đồ. Các bạn có thể thấy rằng là bắn chim quản lý bản đồ con cực tốt. Anh đang làm cho Tiểu Tử Hiệp cảm thấy khó chịu vô cùng. Trận này thì có lẽ tỷ số sẽ là 4 đều. Và ở thể loại 2AC chúng ta sẽ có một trận chung kết trong mơ giữa hai game thủ hàng đầu AOE Việt Nam và hai game thủ xếp top của AOE Trung Quốc.
Toàn bộ đạo quân đi công nhà bên phía nhãn tử của bắn chim đã bị công. Vâng, anh có sửa trợ không? Vâng, sửa thành công. Chưa thấy anh nâng cấp pháo to để có thể thủ nhà chắc hơn. Anh sóc một mạch luôn hết sạch vàng. Vâng, phải nói pha sóc hết sạch vàng cực kỳ bá đạo. Có cần nâng chặt vàng 2 ngay sau đây không? Có lẽ nâng cấp chặt gỗ 3 xong sẽ là nâng cấp chặt vàng 2. Vâng, Yugi sau những pha móc máy bá đạo của anh thì bây giờ timeline điểm số của anh đang rất cao. Vâng, bây giờ thì các bạn có thể thấy rằng timeline của bắn chim là 142 trên 172, đánh cung AC đầy 4 và có những con hot. Anh vẫn chưa nâng cấp pháo to để có thể thủ nhà. Có lẽ trận này bắn chim sẽ đánh chay hot để hạ đối thủ. Đối thủ chính của anh bây giờ là nhãn tử. Vâng, bơm đồ cho ai đây? Vâng, bơm đồ cho game thủ. Vâng, anh bơm cho GV Sky. Rất dị. Các bạn có thể thấy rằng mặc dù tiểu hiệp phế nhưng bây giờ anh vẫn đang làm mất tay bắn chim, không cho bắn chim khai thác vàng. Bắn chim đang dồn một đạo hot tổng lực. Vâng, pha tấn công này là tổng lực của game thủ bắn chim sang nhà của nhãn tử. Trong khi đó thì tiểu hiệp vẫn đang điên hoang khắp bản đồ, còn bắn chim là người quản lý bản đồ này. Rất khó chịu với game thủ tiểu hiệp với những pha móc máy. Vâng, thôi bắn luôn. Đằng nào thì hot cũng đã có bắn chặn rồi. Cứ mỗi trận nào mà tiểu hiệp bị bắn chim đì cho chết là y rằng tiểu hiệp không thể ngóc đầu lên được. Vâng, có lẽ bắn chim sẽ tụ hai kích hot cộng với một kích R lao ốp thẳng vào trại của game thủ nhãn tử. Đây có lẽ là pha công cân quyết định. Còn game thủ Yugi thì có lẽ là anh lên bán máu thôi. Như vậy là nhãn tử cũng đã nhảy 4 xong. Yugi lên bán máu để cho bắn chim cân cả bản đồ. Có lẽ đó là điều hay. Yugi sẽ cầm chân nhãn tử lên phía nhà của mình, đấu cung R hết mình thôi. Vâng, bắn chim cũng có những con hot để sang đỡ nhà cho Yugi. Liên tiếp bơm đồ. Vâng, có pháo to. Trận này thì người đánh pháo to là game thủ nhãn tử. Ở trận đấu hai người cân nhau ở trận đấu trước thì Yugi là người đánh pháo to, còn nhãn tử là người đánh dân thần kẹp hot. Trận này thì Yugi đang chỉ đánh mỗi hot thôi, chưa thấy anh nâng cấp pháo to trong trường hợp này. Nhưng vẫn với kinh nghiệm đánh đời 4 của mình thì bắn chim đang đi ăn vàng khắp bản đồ. Còn dường như vẫn chưa thấy nhãn tử. Vâng, không biết là nhãn tử đã đưa dân ra ngoài để có thể ăn vàng ở phía bên ngoài chưa. Yugi điểm số thì cao nhất bản đồ nhưng tôi không hiểu tại sao cái điểm số 200 của anh lại cao nhất bản đồ. Có lẽ bản đồ đang xếp ngược. Liên tiếp bơm đồ để Yugi có thể đỡ được nhà. Còn nhà của nhãn tử thì số lượng nông dân nằm xuống là rất nhiều rồi. Trong khi pháo to thì cũng đã có. Vâng, hai pháo to với cung RAC. Liệu có phải là quá lợi hại? Vâng, ốp thẳng vào khung làm ăn chính. Vâng, như vậy là tiểu hiệp quyết rồi. Chúng ta đã có tỷ số là 4 đều. Chúng ta sẽ có một trận chung kết của chung kết. Thể loại 2 AC giữa AOE Việt Nam và AOE Trung Quốc. Đại diện Yugi bắn chim thi đấu với tiểu hiệp và game thủ nhãn tử.